Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, Phúc chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Hôm nay đã là 18 tháng 5, chỉ còn một ngày nữa thì hoàng tử bánh bò và công chúa bánh mì Giác Long Tuyết Dung sẽ có show diễn tại phòng trà không tên. Show này với chủ đề biển tình, chủ nhân của show đó là ca sĩ Quang Linh, thì Tuyết Dung và Giác Long là ca sĩ khách mời. Hình ảnh cô chú anh chị xem poster đi diễn biển tình, Quang Linh, Tuyết Dung và Giác Long diễn ra vào lúc 20:30 tối chủ nhật 19 tháng 5. Rất là tuyệt vời, phải không cô chú anh chị? Giờ đây Tuyết Dung và Giác Long hát chung với một người đàn anh, đàn chú, đó là ca sĩ Quang Linh, rất hay về dân ca và bolero. Rất là tuyệt vời. Tuyết Dung và Giác Long giờ đây được mọi người vô cùng yêu mến. Việc ca sĩ Quang Linh mời Giác Long và Tuyết Dung vào mini show của mình, thấy được là Giác Long, Tuyết Dung đã trưởng thành, được mọi người ủng hộ và yêu mến. Đó là điều tuyệt vời, phải không cô chú anh chị và các bạn? Đêm diễn này vào tối ngày mai chắc chắn là một đêm nhạc khán giả yêu mến cặp đôi Tuyết Dung và Giác Long sẽ có một màn biểu diễn tuyệt vời nữa, đó là ca khúc Căn Nhà Màu Tím, tân cổ Căn Nhà Màu Tím. Tuyết Dung và Giác Long hôm nay sẽ có một buổi tập với ban nhạc để chuẩn bị cho show diễn vào ngày mai, tối ngày mai 19 tháng 5 tại phòng trà không tên. Giác Long và Tuyết Dung hiện nay đang rất tích cực tập dượt những bài hát cho show 19 tháng 5 cũng như show 23 tháng 5 tại Hải Phòng sắp tới đây. Ca khúc Căn Nhà Màu Tím, giờ đây Tuyết Dung và Giác Long đã tập luyện rất chỉnh chu, sẽ hay hơn với lần hát đầu tiên cũng tại phòng trà không tên vừa qua, đêm tâm sự. Vì hiện tại Giác Long và Tuyết Dung đã nhận được những lời góp ý tích cực từ rất là nhiều khán giả, cộng đồng mạng, đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy và ca sĩ Mạnh Quỳnh, người mà trước đây song ca với ca sĩ Phi Nhung, trở thành cặp đôi huyền thoại với bài hát Căn Nhà Màu Tím, đã chỉ bảo và hướng dẫn tận tình cho Giác Long và Tuyết Nhung. Vì vậy, show ngày mai, màn biểu diễn tân cổ Căn Nhà Màu Tím sẽ chắc chắn hoàn chỉnh, hoàn thiện hơn. Đó là điều mà hiện nay Tuyết Dung và Giác Long đang tập luyện rất là tích cực, làm việc rất là hăng say, một năng lượng tích cực. Và một tin vui mà Tuyết Dung nhận được với ca khúc tân cổ Căn Nhà Màu Tím kết hợp với Giác Long là hiện tại trên kênh YouTube của Phạm Tuyết Dung Singer, số lượt view đã tăng 230.000 lượt xem và đã lọt vào top 21 thịnh hành. Rất là vui phải không cả nhà? Và chắc chắn sẽ liên tục tăng lên, vì hiện nay cô chú anh chị khán giả đang tích cực cài view cho Tuyết Dung. Hôm nay đã là thứ bảy chủ nhật thì những ngày nghỉ cô chú anh chị ở nhà sẽ cài view cho Tuyết Dung. Và chắc chắn ca khúc tân cổ Căn Nhà Màu Tím của Tuyết Dung và Giác Long thể hiện sẽ đạt triệu view
trong thời gian sắp tới. Chỉ chờ thời gian mà thôi, chắc chắn là như vậy, phải không cả nhà? Rồi ca khúc Sao Út Nở Vội Lấy Chồng, màn kết hợp song ca của Tuyết Nhung và Giác Long, được công chiếu trên kênh YouTube của Giác Long Official thì hiện tại cũng đạt số lượng lượt xem rất cao, đã hơn 60.000 lượt xem và tiếp tục tăng lên. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Và mọi người đang tích cực cài view cho Tuyết Nhung lẫn Giác Long. Thông tin tiếp theo là Tuyết Nhung cập nhật về những show diễn của Tuyết Nhung những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Đó là show biểu diễn vào ngày 21 tháng 5 tại chùa Vạn Phước, diễn ra vào lúc 18 giờ, tức là 6 giờ chiều. Thì trong chương trình này, Tuyết Nhung sẽ biểu diễn cùng với sự có mặt của Giác Long, nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ Ngọc Quyền Châu, ca sĩ Bảo Yến, ca sĩ Long Hùng, Trương Nhã Thi, Trà My, Diễm Quỳnh, Gia Lực, và người dẫn chương trình đó là MC Diễm Quỳnh. Rồi vào ngày 31 tháng 5 là show mà mọi người đang rất là chờ đợi. Đó là show tại phòng trà New Rosan với chủ đề mùa hạ dấu yêu. Thì trong show này, Tuyết Nhung là nữ ca sĩ duy nhất cùng với Giác Long, cùng với Quỳnh Triệu Phú sẽ diễn ra tại phòng trà New Rosan, số 9 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại hotline để cô chú anh chị đặt mua vé 0917 950 952. Và theo thông báo của ban tổ chức thì chương trình này có bán vé online. Vì vậy cô chú anh chị chúng ta không có điều kiện đến xem trực tiếp tại chương trình này thì có thể liên hệ số điện thoại hotline 0917 950 952 để đặt mua vé. Và 23 tháng 5 đó là show của Tuyết Nhung và Giác Long tại Hải Phòng với chủ đề đêm nhạc Bolero căn nhà màu tím, 23 tháng 5 vào ngày thứ năm lúc 20 giờ. Đây là chương trình mà mọi người đang rất là chờ đợi. Số điện thoại hotline để cô chú anh chị đặt mua vé đó là 0399958888. Xin đọc lại 0399958888. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Hiện tại thì khán giả ở Hải Phòng đang rất là vui, cũng như khán giả ở Hà Nội sẽ vào xem show này của cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long. Ngày 22 tháng 5 thì Tuyết Nhung và Giác Long cũng có một show biểu diễn Kính Mừng Phật Đản. Show này sẽ diễn ra tại chùa Pháp Vân. Thì Phúc cũng cập nhật một số ca nghệ sĩ tham gia trong chương trình này. Thì ca sĩ Dân Khánh, ca sĩ Quỳnh Trang, có luôn cả thiên thần Bolero Quỳnh Trang, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lưng, ca sĩ Tuyết Nhung, đó là công chúa bánh mì, ca sĩ Thiên Ngân. Như vậy, ba cô công chúa của gia đình Phi Nhung, Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung đều có mặt trong show chùa Pháp Vân. Ca sĩ Giác Long, nhóm VMO và ca sĩ Trà My, MC dẫn chương trình, đó là MC Diễm Quỳnh. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Rồi vào ngày 21 tháng 5 thì tại chùa Vạn Phước
thì cũng tiếp tục là show kính mừng Phật đản. Thì trong show này thì Tuyết Nhung biểu diễn cùng với một số ca nghệ sĩ, diễn ra vào lúc 18 giờ. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Đó là những show diễn mà Tuyết Nhung sẽ có mặt trong thời gian sắp tới. Rồi tháng 6 thì có 2 ngày biểu diễn tại Núi Sam, Châu Đốc, An Giang, lễ hội Bà Chúa Xứ. Thì trong chương trình này thì đàn gà con đều có mặt cùng với Trường Giang, Trường Huy, rồi Giác Long cũng tham gia. Rất là vui, phải không cả nhà? Đàn gà con giờ đây trưởng thành rất là nhiều. Cô chị thiên thần Bolero Quỳnh Trang thì chúng ta không bàn cãi gì cả. Rất đắt show, chạy show liên tục, ít có dịp biểu diễn cùng với Tuyết Dung và Thiên Ngân. Chỉ có show vào ngày 22 tháng 5 tại chùa Pháp Vân sẽ có mặt ba chị em cùng với Giác Long. Rồi show tại Núi Sam, Châu Đốc, An Giang vào ngày 4 và 5 tháng 6. Như vậy đó là toàn bộ cái show diễn mà Tuyết Dung cập nhật đến thời điểm hiện tại. Rất là vui, phải không cả nhà? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.